Rồi, tới rồi. Đây, hẹn ra đây làm gì nè? À, rồi rồi, đi ăn hải sản đúng không? Có những người đàn ông có những nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai. Bạn có thể thấy ở phía sau tôi là biển. Ừ. Phía trước là xe. Dĩ nhiên. Mục đích ngày hôm nay tôi mời bạn xuống đây cùng với tôi. Đơn giản là vì tôi sợ đi một mình nó buồn. Đi đâu mà buồn? Thì uống cà phê đi. Nóng lắm rồi đó. Sài Gòn không thiếu cà phê. Sài Gòn thiếu cà phê lắm hả? Tại vì cái quán cà phê này nó vô cùng đặc biệt, nó rất là thú vị. Và điều đặc biệt đó, đó là cái gì? Phải tới đó đi rồi tôi mới nói cho biết. Hiểu không? Bạn đừng nghĩ tôi là đồng tính. Không phải, tôi không hề đồng tính. Tôi chỉ muốn là trải qua một cảm giác nó mới lạ với một người đồng nghiệp của tôi thôi. Ok rồi. Bạn đã sẵn sàng đi uống cà phê với tôi chưa? Rồi thì đi, thì bớt nói những lời đó lại đi. Thấy rồi, ghê rồi đi. Wow. Đồng hồ không hả? Quá nhiều đồng hồ luôn nè. Hơn 2.000 đồng hồ đồ. Ôi, băng tối. Xin chào chú Hùng. Chào em. Dạ, chào chú. Chào em. Chú. Wow. Chú Hùng. Bước vào đầu tiên là nghe thấy tiếng tích tắc khắp nơi. Không biết là cái thú đam mê để sưu tầm những cái cổ vật này của chú là đã bao nhiêu lâu rồi? Đánh mốc thời gian từ 11, 12 tuổi. Đã cha mẹ cho tiền mình là tiền 5 đồng hồi trước, 5 đến 5 đó. 5 đồng cái, 5 đồng thiết thiết đó. Thêm 2 đồng nữa là 7 đồng mua được tờ nhạc bún, tờ nhạc xưa này. Đó, mua cá trân trọng để mới tinh và kỹ lưỡng nha. Để sắp cho nó đẹp ngay ngắn rồi mở ra, ngắm rồi mở ra đọc những nốt nhạc thời đó rồi đó. Đó, mở ra nhạc bướm, đọc những nốt nhạc thời đó và tôi vẽ nhạc y chang vậy luôn. Mơ là mình đã thích nhạc rồi đó. Mình mới sưu tầm ra cái gì để cho mình thưởng thức nhạc đây. Thì có máy là phần cứng, rồi băng đĩa là phần mềm đấy. Đó, thành ra bây giờ mình ráng tìm chắc móc làm sao mua cái máy AK. Rồi nghe, nghe nó ru hồn, nghe âm thanh nó về giống như ca sĩ đang hát thật sự. Mình nghe đang hát sống. Đang hát thật sự cho mình nghe vậy đó. Chú ơi, cho hỏi là ở đây là chú có nhớ được là mình đã sưu tầm được bao nhiêu cái máy hát không ạ? Thì có thể là mình sưu tầm từ đó giờ là trên 50 gái. 50 gái là những số nhỏ thôi. Nhưng mà cái máy nào mình sưu tầm đó là máy đó là rất là chất lượng. Chứ không phải là mình sưu tầm những cái máy giống như là nó rượu rạo về đó, mình giống như là máy bị bệnh vậy đó. Chứ mình hát lên lần thấy rồi không được thỏa mãn của mình. Đã chuyển về nó. Chú có nhớ một cái khó khăn nào để có được một cái máy? Thì biết không, nãy nói cái máy AK đầu tiên mình để giữa, tại mình vô bước phòng thủy bước trường nhà có hai bác quái chiếu ra. Thì bật máy nằm đầu tiên trên đỉnh đó là máy thời đầu tiên mình đã sưu tầm đó. Máy thời đầu tiên máy AK 560 đó là cái máy đầu tiên đó, 200D đó, 200mix đó. 200mix đó là ngày sau này nút nhấn là nó ra điện tử rồi. Thì nó máy đầu tiên mình để giữa nhà đó. Kỷ niệm bước vào đầu thời đó đầu tiên là kỷ niệm của kỷ mình niệm. Nhưng mà bây giờ con hay vẫn hát, còn phát được hát rất là hay. Nói thật ra mình thấy máy mình ước ao trong lòng làm sao mình mua, kêu người bạn chia lại cho mình. Ta không chia đâu, ai có được cái máy chia. Nhưng mà mình sao mình đam mê ngày nào tuần không tuần đừng tháng đến khi nào ta siêu lòng được ta chia lại cái máy. Thế là mỗi ngày mỗi qua đến là bạn trao đổi, bạn bán trao đổi cuộc máy để mình đi. Tôi tính quá trời đó, bị cả năm rồi, 2 năm rồi mới được cái máy về. Thấy mình cũng thích quá đi, thì để giá tượng trưng ra nó không bao nhiêu tiền hết. Nhưng mà cái giá trị tinh thần mà máy rất là lớn lắm. Khi mà em đã nhìn vô một cái dàn AK mình thì em thấy một máy hát thì tất cả máy khác đều hát. Thì phía sau máy có hệ thống là in out, tức là hệ thống out ra âm thanh ra ngoài cho loa âm ly thường rồi. Một nhà dinh nào có một cái máy AK thì có được out ra âm ly rồi ra loa. Nhưng mà hệ thống mình đây, khi một cái máy out ra ngoài thì có một cái máy khác in vào. Thì cái máy đó là vừa phát và bị em luôn. Ghi từ máy này ghi qua máy kia. Đó, tức là hệ thống này nó liên hoàn với nhau hết rồi. Liên hoàn hết, liên hoàn hết cái số. Em không? Liên hoàn hết từ một cái âm ly này, mở máy này cũng được, máy này cũng được, máy này cũng được. Qua chuyển cổng, từng cái chuyển cổng hết. Vậy còn về cái gọi là chú đã từng bỏ ra nhiều tiền nhất cho cái máy nào ạ? Đây máy bây giờ anh em ở Việt Nam mình audio á, mình chơi băng cối là phải chơi hàng đỉnh, là hàng Studer của Đức, máy phòng tu. Thì cả nước mình có vài cái đó, mình ráng nhờ anh em bên nước ngoài thôi rồi để kiếm cho mình máy Studer. Mình cũng có cái máy cho nó hay hay chứ,
Máy này mà nếu mà xuất xưởng mà giá là nó khoảng 13, 14 ngàn đô. Nhưng mà mua thì giá bây giờ mua mà bên bển chuyển về nửa giá 7 ngàn. Còn mua anh em xài ở Sài Gòn nó khoảng chừng 3, 4 ngàn, 4 ngàn máy thì nó quá. Xài lâu đó, mà bền mà nó xài lâu quá mình cũng không thích. Nó bị mòn vậy đó. Thì giá đúng đó là 14 ngàn đó. Chim đang sẽ... Đây, ngay lúc này là cái thời điểm gọi là đúng 4 giờ tắc là 4 giờ. Thì tất là cả đang kêu. Đó, em thấy không? Rất là đã. Nó tiếng nước thanh ha, tiếng nước thanh đó. Dạ. Từng cái. Rồi từ từ sẽ tới. Trong một cái khu vườn cổ tích vậy đó. Khu vườn cổ tích em mà. Em biết không? Thì chính đó là cái điểm đam mê. Em thấy vô máy nào cũng hoạt động và có hồn và xác rồi vậy. Dạ. Chính là ngày nào mình cũng 4 giờ sáng thức rồi. 4 giờ sáng. Là thức vậy là lúc đó yên tĩnh. Yeah. Thì mình đi bắt ghế leo leo nghe hết giáp dòng cơ quan mình những đồng hồ mình trên bay đó. Yeah. Thì lúc đó cảm nhận từng cái máy nào đã bị cảm nè, máy nào đã bị bệnh nè. Yeah. Mình biết mình chính lên à, mình chính ngay 4 giờ sáng là mình thức. Mình trước nhất mình thức là mình phải lo cho cái đam mê mình trước, từ từ mình lo cái quán cho khách đến chia sẻ với mình. Chia sẻ với mình chưa. Ở đây không thấy có rất là nhiều đồng hồ vậy, không có nhớ được là đã có bao nhiêu cái đồng hồ chú sưu tập được không? Chung quy lại mình phải đến có thể là mình tổng kết lại là trên 300 cái. 300 cái đồng hồ. Nhưng mà trong cái đồng hồ đó mình vẫn thích cái đồng hồ 200 năm. 200 năm thì 200 năm. Kỳ công luôn. Ồ, 200 năm thế này, tại sao mình nói 200 năm? Lúc mà Pháp qua Việt Nam đầu tiên năm 1789 đó. Yeah. Qua Việt Nam thì bên chính quốc họ Pháp đem qua cái đồng hồ là cái thời cổ, mái mặt men toàn bự nè. Nó rất là tinh xảo. Và nhất là tinh xảo hai là cái độ bền rất là cao em. Cái độ thép bánh xe bánh răng đó. Mình mở ra chùa dầu máy làm cái thời đó làm phải nó rất là tuyệt vời đó. Thành ra mình giới thiệu sau lưng mình nữa nè, đây đồng hồ 200 năm mình. Wow. Thì cái đồng hồ này em thấy nguyên mặt men không? Yeah. Em thấy cái kim không? Từ cái hoa văn kim, từ cái mặt men đó, từ những số La Mã đó, em thấy không? Nó đánh đông mưa đông đưa một quả lắc dài, một thùng cao 2m75 đó, mà vẫn sống theo thời gian, mặc dầu qua nhiều đời chủ. Và đồng hồ đã mất, đã không hoạt động trên 50 năm. Tức là máy bó tay là không sửa được nữa rồi. Tại vì cái giai thoại cái đồng hồ này đó, yên trộm nó vô, nó đập kiến để lấy cái quả tạ cân đồ đồng. Nó cân chữ cái mà. Trời, đồ giá trị vô, chim lớn quá đâu khiên đi được. Quả lắc này là trái tim của nó đây. Nó cái trục này đã mất rồi. Chỉ nó rất lại cái được cái quả lắc riêng của nó đây. Nó thì cái trục mình phải làm bằng đồng và hàng lại. Mà được mấy cây thay đổi để làm sao cái trục này cái chiều dài nó cân xứng với cái trọng lực của quả tạ này đây. Hai quả tạ nặng đây, hai cái nó bằng nhau rồi nó tiêu sức lực. Thì lúc đó cái này nó còn nhẹ nhẹ, mình phải dùng cái đồng tiền. Đồng tiền nè, nó mình dán vô, dán cả ngày một phình bự quá mà vẫn chưa chạy. Thành ra mình bỏ ra mình lấy dùng cái lồng đèn. Đó, 3 miếng lồng đèn để mà cho cái quả lắc nó nặng đủ lực để cho triệt tiêu cái lực quả tạ này. Đó, thành ra nó mới giờ hôm nay là đồng hồ đã chạy và đã sống với thời gian đó. Và bây giờ xin dành cho tiếng hát Khánh Ly với bát nhạc Trịnh Công Sơn. Trời to làm mây, mây chưa lang thang, sợi tóc em bồng trôi nhanh trôi nhanh như dòng nước hiền ngày chủ nhật buồn. Còn ai đó hoa hồng vui buông trong tay, ôi đường phố dài lời du xin nhật mai. Cái mà anh phải khâm phục chú á là hơn 300 cái đồng hồ mà toàn đồng hồ cổ thì nó không có chạy bằng pin mà phải lên dây cót. Lên dây cót. Mà chú mỗi buổi sáng phải lên từng cái. Thì như chúng ta có thể thấy được sự đam mê của chú như thế nào. Nhưng mà 300 cái đồng hồ rồi còn mấy cái máy là khác nữa. Không, cái máy Akai là khác. Máy nhà là khác, nữa. Khác. Mà trong này thấy cũng nhiều máy lắm mà. Rất nhiều. Khi mà chúng ta bước vào quán cà phê nét xưa của chú á, vừa được nghe nhạc đã nè, vừa uống được một ly cà phê rất là thơm ngon, lại còn vừa
giống như mọi cái mệt mỏi ở ngoài đó, nó trút hẳn và mọi thứ nó trầm lắng xuống ở trong quán. Đó trời là điều hay, vô cùng thú vị. Có lời khen cho Best Show đã đưa ra một cái địa điểm ý nghĩa, mình sẽ đến đó.